Điều làm Thai Suki trở nên khác biệt chính là nước sauce. Nếu bạn dùng Pad Thai Cantonese Suki Sauce, bạn có thể thưởng thức hương vị Thai chính tống tại nhà. Sau đây là nguyên liệu đủ dùng cho 4 người. Cắt tất cả sao cho vừa ăn. Cắt mỏng 200g thịt heo, 8 con tôm, 8 con mực, 8 miếng chả cá, 1/4 bắp cải, 1 củ hành xanh, 1 bao từng ô, 4 nấm shiitake, 1 bao nấm enoki, 1/2 bao nấm shimeji, 1/3 củ cà rốt, 1/4 củ cải trắng, 1 miếng tàu hũ, 1/2 bao giá, ngò băm nhỏ, tỏi và ớt dùng cho sauce. Bạn có thể dùng bất cứ loại chicken soup chế biến sẵn, pha loãng chicken soup với một lượng nước tương đương. Cho soup và nguyên liệu vào nồi và nấu. Bắt đầu cho nguyên liệu cần nhiều thời gian nấu hơn vào nồi, như cải, thảo, củ cải trắng và cà rốt. Nên cắt mỏng cà rốt và củ cải trắng. Nếu bạn cắt mỏng, nấm shiitake sẽ mau chín hơn. Cho tất cả nguyên liệu ngoại trừ thịt heo và nồi. Tất cả sẵn sàng sau khi được nấu chín. Nhúng vào Pad Thai Cantonese Suki Sauce. Nếu bạn muốn, bạn có thể thêm ngòi, tỏi và ớt vào sauce. Ăn thịt heo theo kiểu shabu shabu. Nấu thịt heo với nước súp. Bí quyết là đánh trứng và trộn chung với dầu mè, nước tương, tiêu đen. Sau đó đổ tất cả vào nồi khi súp đang nóng. Nó sẽ trông giống như canh mây. Sau đó bạn sẽ cảm nhận được hương vị khác biệt. Dùng bất cứ nguyên liệu nào mà bạn thích, thử các nguyên liệu khác. Tại sao bạn không thử theo cách riêng của mình? Hãy dùng Pad Thai Cantonese Suki Sauce và thưởng thức Thai Suki với cả gia đình.